Xin kính chào quý vị khán giả của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại Đại Từ Thái Nguyên để tham dự bữa tiệc mừng tân gia gia đình anh Duy với căn nhà phố 3 tầng do công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế. Sau khi nhận được lời mời của gia đình thì chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, và ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi di chuyển vào phía bên trong nhà, xin ý kiến của gia đình và đặc biệt là cùng với chúng tôi gửi lời chúc mừng tới căn nhà phố 3 tầng của anh Duy ngày hôm nay sẽ chính thức khai trương. Xin mời toàn thể quý vị. Gia đình có lãng hoa và món quà để chúc mừng gia đình nhà mình. Xin cảm ơn công ty. Xin chào toàn thể quý vị, tôi đang ngồi cạnh anh Duy là chủ đầu tư của căn nhà phố 3 tầng tại Đại Từ Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì gia đình anh Duy có mời chúng tôi về tham dự bữa tiệc mừng tân gia của gia đình. Thì đầu tiên thì em xin được thay mặt cho công ty cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng và sử dụng được dịch vụ thiết kế của công ty. Thì cho em xin một số cái ý kiến của anh là không biết là gia đình nhà mình cũng như là đội ngũ thi công có hài lòng về cái bản thiết kế do công ty Kisato thiết kế cho gia đình không ạ? Nói chung là cái bản thiết kế này cũng rất dễ đọc, mà thợ xây thì họ nhìn là họ cũng làm được, và hay nữa là cũng không có gì vấn đề gì khúc mắc cả, tại vì là cái bản thiết kế này nó cũng không khó và cũng rất là chi tiết đúng không anh? Nói chung là nó cũng như ý mình. Dạ vâng. Vậy thì tổng cái thời gian mà gia đình nhà mình thực hiện thi công căn nhà phố này là hết bao nhiêu thời gian ạ? Hết 7 tháng. Hết 7 tháng. Vâng, thì là nhà mình đã hoàn thành căn nhà phố này từ cuối năm 2021 rồi đúng không anh? Đúng rồi, xong cuối năm 2021 do dịch nên ra là cũng chưa làm tân gia được luôn, bây giờ mới làm được thật. Dạ vâng. Vậy thì em muốn xin anh thêm một chút là tổng kinh phí mà gia đình đã đầu tư về phần thô cho căn nhà phố này thì là gia đình đã đầu tư hết khoảng bao nhiêu ạ? Trong phần thô này cũng hết tầm 1,5 tỷ. Vâng, tầm 1,5 tỷ. Vâng, thì em thấy là gia đình nhà mình đã trang bị rất là đầy đủ các cái thiết bị ở trong nội thất ngoại thất rồi. Thì toàn là những thiết bị cao cấp cả. Và sau khi mà trang bị nội thất xong thì tổng giá trị gia đình đầu tư đã lên khoảng chừng bao nhiêu ạ? Chắc là tầm khoảng hơn 2 tỷ. Vâng, vậy thì ngày hôm nay khi mà tới tân gia gia đình nhìn thấy một căn nhà rất là khang trang, cũng như thấy mọi người phản hồi rất là tốt về cái vẻ đẹp của ngôi nhà thì công ty em cũng rất là mừng. Nhân đây thì công ty có lãng hoa và đặc biệt là có một món quà xin được gửi anh. Chúc gia đình nhà mình khai trương thật nhiều phú quý và cát tường ạ. Vâng, em gửi anh ạ. Gia đình cũng xin cảm ơn công ty Kisato đã thiết kế cho ngôi nhà được ngôi nhà mới của mình, và mình cũng cảm ơn công ty đã đến tham dự tân gia nhà mình. Dạ vâng. Và thế bây giờ em xin phép anh là cho ekip chúng em là được quay lại cái tổng thể cái căn nhà mình để giới thiệu cho các quý vị khán giả của công ty cổ phần kiến trúc Kisato về một mẫu nhà đẹp để cùng quý vị khán giả có thể là tham khảo thêm về cái phần thi công và thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vậy em bây giờ em xin phép anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh, em xin chúc mừng anh ạ. Vâng vâng. Vâng. Thưa quý vị thân mến, sau khi được sự đồng ý của anh Duy thì ngay bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị về tổng thể căn nhà phố 3 tầng của anh Duy. Sau khi 7 tháng thiết kế thì đến cuối năm 2021 thì gia đình anh Duy đã chính thức đưa căn nhà phố 3 tầng này vào sử dụng. Thì như quý vị có thể thấy là ở phía trước cửa của tầng 1 thì gia đình có xây dựng thêm một cửa hàng về thức ăn chăn nuôi.
thì như quý vị đã thấy ạ. Và ở trên khu vực cửa hàng này thì gia đình cũng đã ốp bằng gạch đá nhám chống trơn trượt rồi, và cũng che chắn rất là kiên cố chắc chắn để tạo ra cái sự khang trang cho căn nhà. Và ở phía mặt tiền của căn nhà phố này với kích thước chiều rộng là 3,98m nha quý vị nhé, tính từ phía mép tường này cho tới mép tường ở phía bên tay phải tôi đây đó, thì kích thước là 3,98m. Và ở bên cạnh của mặt tiền là gia đình có xây dựng thêm một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì sẽ dành cho khách hàng khi tới mua hàng tại gia đình anh Duy có thể sử dụng cái nhà vệ sinh này. Như quý vị có thể thấy, về khu vực tầng 1, về ngoại thất thì cửa gia đình sử dụng cửa thép vân gỗ kết hợp với kính cường lực, tạo ra cái sự trẻ trung và tạo ra cái sự bền bỉ chắc chắn theo cái thời gian. Thì như quý vị có thể thấy không ạ, đây là cửa kết hợp với kính cường lực này, tạo ra cái sự thoáng đãng cũng như là lấy rất nhiều được ánh sáng tự nhiên cho gia đình. Thì tổng thể của căn nhà phố 3 tầng này thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với những đường nét của sự hiện đại kết hợp với những đường nét cổ điển của phương Tây. Như quý vị có thể thấy, ở khu vực giả cột từ tầng 2 cho lên tới mái được đắp rất là chắc khỏe, nổi bật và chắc chắn, với những đường chỉ song song tạo ra cái điểm nhấn cho khu vực mặt tiền. Ngoài ra thì những phần ban công cũng như là phần lan can của tầng 2 và tầng 3 đua ra tạo ra cái sự bề thế cho căn nhà phố này. Và ở trên phần mái thì có một họa tiết hoa văn trang trí được sơn mạ vàng rất là nổi bật và đẹp mắt. Quý vị có thể nhìn thấy ở trên khu vực mái, nó tạo ra những cái điểm nhấn vô cùng nổi bật và tinh tế theo phong cách tân cổ điển cho căn nhà phố 3 tầng của nhà anh Duy này. Thì sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong nhà để chúng tôi có thể giới thiệu với quý vị kỹ hơn về công năng của các phòng chức năng sử dụng. Bởi vì khi thiết kế một căn nhà phố với diện tích không quá lớn thì chúng ta phải sắp xếp các phòng chức năng làm sao cho nó thật là hiệu quả và khoa học. Ngay bây giờ xin được mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong nhà. Thưa quý vị, sau khi từ vị trí ngoài cửa hàng tiến vào phía bên trong nhà thì chúng ta sẽ tiếp cận với không gian của phòng khách. Phòng khách của anh Duy là với diện tích là 21,1m2, để gia đình có thể để thoải mái một bộ bàn ghế rất là lớn ở đây. Thì bộ bàn ghế của gia đình anh Duy với chất liệu là gỗ hương đá quý vị nhé. Và giá trị của bộ bàn ghế này lên tới gần 80 triệu đồng. Thì tại khu vực bộ bàn ghế này thì gia đình có thể tiếp khách rất là thoải mái và rất là hoành tráng khi mà chúng ta tiếp cận phòng khách. Và ở đây thì có một cái chiếc tivi này. Hệ trần của phòng khách thì gia đình sử dụng trần thạch cao giật cấp với hệ thống đèn downlight âm trần. Và tại chính giữa phòng khách thì gia đình có đặt một chiếc quạt trần điều khiển từ xa để giúp điều hòa và lưu thông không khí trong căn trong phòng khách này. Và phía nền nhà thì gia đình đã ốp bằng gạch đá hoa đấy, gạch granite để gia đình sử dụng. Và khu vực chân tường này thì gia đình cũng ốp bằng gạch đá hoa này, và phần này là ốp âm vào phía bên trong tường quý vị nhá. Đấy, ốp vào phía âm vào phía bên trong tường, nó sẽ không gây ra cái phần bụi bẩn ở trên cái phần mép của khu vực gạch nếu như chúng ta ốp này. Quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Và màu sơn chủ đạo là màu sơn trắng quý vị nhá. Thì đây là khu vực phòng khách, diện tích là 21,1m. Bây giờ thì kết nối giữa không gian của phòng khách thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong với phòng chức năng tiếp theo. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, kết nối giữa không gian phòng khách thì chúng ta sẽ vào với phòng bếp với diện tích là 29,68m2. Thì theo thiết kế của chúng tôi thì đây sẽ là phòng ăn và phòng bếp. Tuy nhiên thì gia đình anh Duy là quyết định là khu vực này sẽ là khu vực của phòng ăn thôi. Và anh sẽ nới thêm một phòng bếp ra phía bên ngoài với diện tích khoảng chừng 30m2 nữa. Thì tại khu vực phòng ăn này thì gia đình cũng sử dụng hệ trần thạch cao này, cũng đèn downlight âm trần này, và có sử dụng một chiếc quạt trần để lưu thông không khí và làm mát cho phòng bếp. Thì diện tích của phòng bếp như chúng ta đã được giới thiệu là 29,68m2. Và ở giữa khu vực phòng bếp, ở dưới khu vực cầu thang thì sẽ là một nhà vệ sinh. Đó, đây là một nhà vệ sinh. Thì cửa nhà vệ sinh là sử dụng bằng chất liệu là nhôm sinh pha kết hợp với kính mờ. Thì nhà vệ sinh này với diện tích là 1,58m
Thì nhà vệ sinh này sẽ dùng cho khách đến chơi nhà như chúng ta sinh hoạt tại ngoài phòng khách hoặc là tại khu vực phòng ăn này, thì khách của gia đình có thể sử dụng nhà vệ sinh này. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị là sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong khu vực phòng bếp mà gia đình đã tiến hành xây dựng thêm để gia đình sinh hoạt. Ngăn cách giữa khu vực phòng bếp và phòng ăn là hệ cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Vâng, xin mời quý vị. Thì phần cửa nhôm sinh pha với kính cường lực này, khi mà gia đình đóng lại thì nó sẽ ngăn mùi từ phía khu vực phòng bếp thoát ra phía khu vực phòng ăn và phòng khách. Thì phòng bếp đây thì gia đình cũng đã xây dựng một cách tương đối là hợp lý rồi. Có tủ lạnh này, có bàn bếp, có bồn chậu rửa đây, khu vực cửa để lấy gió và ánh sáng, được chưa? Và ở đây thì có một cái phần cửa để hướng ra phía bên ngoài khuôn viên sân vườn của gia đình. Thì tại khu vực phòng bếp này thì gia đình sử dụng trần là trần bê tông quý vị nhé, không còn sử dụng trần thạch cao nữa, và vẫn có cái quạt trần để làm mát và lấy gió cho gia đình. Phần bếp thì có gia đình có ốp gạch đá granite lên cao để tránh dầu mỡ bám bẩn, được chưa? Đấy, thì có ốp gạch lên cao này, quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Đấy, ốp gạch lên rất là cao đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy. Thì phòng bếp này là gia đình có nới thêm ra với diện tích khoảng chừng 30m². Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía khu vực cầu thang và khu vực tầng 2 của gia đình. Xin mời toàn thể quý vị. Thưa quý vị, sau khi di chuyển từ những bậc cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực tầng 2 của gia đình. Thì cầu thang của gia đình sử dụng là chất liệu tay vịn là gỗ lim Nam Phi và kính cường lực cao cấp. Thì phần thiết kế theo phong cách hiện đại này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là bắt mắt, dễ nhìn và thoáng đãng. Thì tại khu vực tầng 2 này sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Thì bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị từng phòng của một. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực phòng ngủ với diện tích là 13,86m². Thì trong phòng ngủ này cũng có một nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh này của phòng ngủ này với diện tích là 3,28m². Thì quý vị có thể nhìn thấy ạ, nhà vệ sinh tại phòng ngủ này, thứ nhất là phần nền thì đã được ốp bằng gạch nhám chống trơn trượt và có hạ cốt nền đấy khoảng chừng 2cm để tránh nước từ trong phòng vệ sinh tràn ra ngoài phòng ngủ. Thứ hai là gia đình có ốp gạch đá granite lên tới đá hoa, gạch đá hoa thưa quý vị. Đấy, thì lên tới sát phần mép tường để tránh nước bám vào ẩm mốc khu vực ở nhà vệ sinh này. Và gia đình có sử dụng các thiết bị cao cấp của Casa này. Đó, thì có bồn cầu, chậu rửa, gương, vòi hoa sen. Đây là phòng ngủ của phòng vệ sinh của phòng ngủ này. Thì chúng tôi giới thiệu với quý vị thêm về cái phòng ngủ này. Thì gia đình có trang bị đây là một cái giường gỗ này, có tủ này, có cửa sổ để lấy gió và ánh sáng tự nhiên, và một cánh cửa để di chuyển ra phía khu vực sân chơi, sân phơi. Đó, và phần trần của căn của tầng 2 phòng ngủ này thì cũng là trần thạch cao với hệ đèn downlight quý vị nhé. Đó, thì diện tích là 13,86m². Thì chúng ta sẽ cùng di chuyển sang khu vực phòng ngủ tiếp theo của gia đình. Đây là vị trí phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 2 với diện tích là 18,41m². Thì gia đình có thể đặt thoải mái một chiếc giường ngủ, một phần tủ quần áo. Và tại vị trí này, thưa quý vị, chúng ta có thể đặt thêm một chiếc kệ tivi và tivi để chúng ta có thể thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Và tại khu vực phòng ngủ này thì sẽ hướng ra phía bên ngoài mặt tiền, khu vực ban công mặt tiền của tầng 2. Đấy, khu vực ban công tầng 2 này là chúng ta sẽ hướng ra phía bên ngoài mặt tiền quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị kỹ hơn về khu vực ban công tầng 2 của căn nhà phố này. Thì mời quý vị có thể là di chuyển ra phía đây với chúng tôi ạ. Chất liệu cửa của phần cửa hướng ra phía ban công của tầng 2 là sử dụng cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực, và chúng ta có thể là mở ra để di chuyển ra phía bên ngoài. Đó. Thưa quý vị, do phía khu vực tầng 1 gia đình sử dụng
phần không gian phía trước cửa nhà là khu vực cửa hàng kinh doanh, thì chúng tôi đang có mặt tại phần ban công của tầng 2 để giới thiệu với quý vị thêm về phần phía bên ngoài của căn nhà phố này. Thứ nhất là phần giả cột của khu vực mặt tiền thì được chúng tôi đắp rất là nổi bật và rõ ràng theo phong cách tân cổ điển như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị. Phần chân của phần giả cột này thì được đắp bằng những đường pháo rất là chắc khỏe, đấy, tôn ra cái sự bề thế của cái căn nhà phố này. Và cái phần giả cột này thì được đắp từ phía chân của tầng 2 lên sát với trần của khu vực tầng áp mái, tạo ra cái sự đồng bộ cho khu vực mặt tiền của căn nhà phố này, với những đường chỉ chạy song song cách đều ở khu vực phần thân của phần giả cột này, nó cũng tạo ra cái phần điểm nhấn chủ cho cái căn nhà phố này. Thế phần tiếp theo đó chính là phần cột trụ của khu vực lan can thì được đắp theo hình cột trụ vuông và có những cái đường chỉ tạo điểm nhấn cho cái phần cột trụ này đó, với những đường phào này rất là chắc khỏe, đúng không thưa quý vị? Và khu vực lan can thì sử dụng bằng lan can bằng kim loại nhé, tạo ra cái sự chắc chắn cho cái khu vực lan can này, rất là chắc chắn và tạo ra cái sự đồng bộ cho cái từ tầng 2 cũng như phần ban công của tầng 3. Và một chi tiết nữa mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị đó chính là các cái khu vực phào của cửa khu vực ban công. Đấy, những phần phào cửa này thì cũng được đắp nổi chắc khỏe và có những cái đường chỉ chạy rất là đều để tạo ra cái điểm nhấn cho khu vực cửa tại khu vực tầng 2 và khu vực tầng 3 đều như vậy. Thì cái phần thiết kế này thì được các cái kiến trúc sư của Kisato thiết kế rất là chi tiết tỉ mỉ cho gia đình anh Duy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển lên khu vực tầng 3 để khám phá những cái phòng chức năng của tầng 3. Thưa quý vị, tại khu vực tầng áp mái thì chúng ta sẽ có 4 phòng chức năng, bao gồm một phòng thờ, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một khu vực sân phơi của gia đình. Thì tại vị trí khu vực cầu thang này thì các kiến trúc sư của Kisato có thiết kế cho gia đình một khu vực giếng trời để lấy ánh sáng tự nhiên chiếu xuống khu vực cầu thang này, giúp cho gia đình có thể di chuyển một cách dễ dàng lên trên khu vực các tầng chức năng mà không hề gặp khó khăn, và cũng rất là tiết kiệm điện cho gia đình về phần chiếu sáng. Thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị về khu vực sân phơi trước. Khu vực sân phơi của gia đình với diện tích là 13,86m2. Thì gia đình đã thiết kế và bố trí rất nhiều hệ các cái phần kệ treo quần áo để phơi đồ rồi. Và phần cửa của khu vực sân phơi này thì là cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực quý vị nhé. Và trần thì là sẽ trần bê tông. Thì diện tích của sân phơi là 13,86m. Và ở bên cạnh sân phơi thì sẽ là một nhà vệ sinh. Đây sẽ là một nhà vệ sinh của gia đình này thưa quý vị này. Đó. Nhà vệ sinh này thì cũng có đầy đủ các trang thiết bị như là bồn cầu, chậu rửa, gương, bình nóng lạnh. Đó. Và cũng được ốp các phần gạch rất là chắc chắn, cũng như đảm bảo không để phần nước thấm rột vào trong khu vực tường. Thì đó là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vừa rồi với diện tích là 3,28m2, rất là rộng rãi để gia đình có thể sinh hoạt. Và bên cạnh đó thì ở đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Vâng. Thì phòng ngủ này thì hiện tại thì gia đình chưa sử dụng tới nên là gia đình đang bố trí để đồ đạc. Thì phòng ngủ tại khu vực tầng áp mái này với diện tích là 9,97m2 thì gia đình có thể để thoải mái một bộ giường ngủ này, tủ quần áo cũng như là để sinh hoạt cho gia đình với khu vực phòng ngủ này. Đó, thì phòng ngủ thứ ba này với diện tích là 9,97m2. Và ở phòng chức năng cuối cùng trên khu vực tầng áp mái này sẽ là một phòng thờ của gia đình. Phòng thờ với diện tích là 7,78m2 với hướng thì hướng ra phía bên ngoài mặt tiền của căn nhà phố này. Thì gia đình đã bố trí một phần một chiếc bàn thờ rất là chắc chắn ở đây. Đó. Với những không khí trang nghiêm ấm cúng để đem lại cái vượng khí tài lộc cho gia đình. Và bàn thờ sẽ hướng ra phía khu vực mặt tiền. Gia đình đã trang bị hệ rèm. Đó, với hệ rèm cản nắng cũng như phần vải mờ này để giúp gia đình lấy được cái phần ánh sáng nó hợp lý vào phía bên trong khu vực các phòng chức năng của gia đình. Thì vừa rồi tôi có giới thiệu với toàn bộ
với tất cả quý vị về toàn bộ các phòng chức năng, công năng sử dụng của căn nhà phố gia đình anh Nguyễn Văn Duy ngày hôm nay, khi mà chúng tôi được về tham dự bữa tiệc tân gia của gia đình. Nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới phần thi công thiết kế về các công trình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline được đặt ở phía bên dưới của video mà quý vị đang theo dõi, hoặc truy cập vào website kisato.vn. Chúng tôi với đội ngũ kiến trúc sư, đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, tâm huyết, trải dài khắp 63 tỉnh thành, có thể hỗ trợ tới tất cả toàn thể bộ quý vị với những mong muốn của quý vị để chúng ta cùng xây nên những ngôi nhà mà quý vị mong ước. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.